Chào anh em, hôm nay mình sẽ làm một clip về cách làm sạch bạc của mình. Có khách vô, không phải. Đây là cọng dây bạc mới bị đứt của khách, gửi hàng lại đứt ở đây nè. Đây, hàng lại thì phải xả chút phải xả đèn vô rồi anh em nào cũng phải biết. Đấy. Thì dây này đeo cũng đen thui vô rồi, xả phèn nó ra đây, rất là đen rất là dơ anh em. Dây này dây bạc 950/99 gì của Phú Thanh, Phú Thanh quận 5 á, chỗ sỉ bạc á, mình hay lấy, rất là dơ và đen. Như anh em thợ bạc thường hay làm đó là giờ đen, giờ là anh em vô áo thuốc hay xả phèn, anh em đun rửa, anh em quay ngào bi quay kim gì ấy. Đó là cách anh em hay làm, còn mình ở đây là mình làm cách của mình đây, cũng như mấy clip trước mình nói nha. Hôm nay mình sẽ làm cho anh em thấy. Hồi trước thì làm clip rã lớp xi vàng thôi, hôm nay là làm clip bơm bạc luôn cho anh em xem nha. Bơm thau bơm vàng là mình hình như bơm thau mình làm rồi mà bơm vàng mình chưa có làm. Rồi mình làm đây, em có thấy phản ứng của nó không? Dây này chắc mình làm cái 2-3 lần thì nó mới sáng, đặt độ bóng, đặt độ sáng tuyệt đối. Đây, tất mình làm rất là nhanh, vàng là làm nhanh hơn bạc, bạc thì nó trong lòng 2-3 lần, nó trong tỷ cộng nè. Dơ thì nó sạch thôi, anh em thấy độ sáng nó lên. Đây, thấy độ sáng nó lên ha. Được chưa? Nó dơ nó bung ra. Xả nước. Đây là một tay quay mệt quá, tiếp tục lần hai nha. Đây, sáng thì thôi rồi. Một lần làm chứ có chục chai trở lại à. Trong phòng của mình đó. Hai lần thôi mà anh em thấy sáng hơn không? Thấy không? Mình làm tới 3 lần cho nên anh em thấy làm 3 lần. Mình làm đẹp mình làm 3 lần 4 lần, mình làm ảo ảo thì sao làm 2 lần thôi. Là nó đủ đồ bán ok rồi. Giờ dây này dơ quá mà làm 3 lần mình sập bung mấy cái bụi ở trong cái lòng ra đắp bụi ta đeo quá. Đeo mấy tháng ngày dơ này, mấy ông thợ hồ cũng đeo không dơ chết được. Đi tụt lần 3 nha, lần 3 là xong luôn đó. Nên thay đồ bám lên nè, nên thay đồ bám này không? Khoảng 50% được rồi. Này lần 3 rồi mình xả nước. Rồi mình đun rửa đây. Nên thay đồ bám lên nè, đun rửa thì chắc hơn. Cái đun của mình đây. Thank you.
hoặc tôi có thể là mình sấy khô. Sau khi xếp vô mình sẽ lấy ra mình xếp anh em coi. Mấy cái này là đều nãy mình bơm trước rồi nha. Nghĩ mình lấy cọng dây này dơ nhất mình bơm cho anh em xem thôi. Chứ còn mấy cọng dây kia nó cũng dơ vậy, nhưng mà không bằng cọng này. Nóng quá. Mình sẽ xếp cho anh em xem. Xem kỹ vô tất cả đồ này, đồ đen hết, bơm bài sáng không đánh bóng luôn nha anh em, vòng bông dây là mình ở đen hết, dơ hết, mình chỉ bơm sơ rồi, không cần dùng cái máy đánh bóng luôn nha, thao tác như 1-2 phút là xong hết, nhưng mình bơm 2-3 lần. Đây là bơm bạc, nhiều anh em thợ bạc không biết bơm là gì nữa kìa. Sáng luôn nha anh em. Đây, đây. Cọng dây hồi nãy nó đang cực như thế nào mà mình không cần xử lý của đánh bóng mà vẫn sáng như thế này, anh em sẽ coi đấy, mình sáo cho anh em xem đấy, rất là đẹp, sáng chân luôn á này, như là mới xi bạc bóng xong á, chói luôn á. Cọng dây này cũng vậy thôi, 10.000 ăn 10.000 rất là khỏe. Cái này cũng vậy thôi, 925. Cái này hàng 925 vẫn sáng nha. Đó, cái này hàng 925. Vẫn sáng chân. Rồi. Vòng và bông đều sáng hết. Chiếu luôn. Thế thì nó sáng sạch sẽ hết, vòng cũng vậy. Không cần đánh bóng. Rồi, nếu anh em nào muốn học bông thì có thể liên hệ với mình. Mình dạy với giá 12 triệu trên môn. Là bao gồm bơm vàng và bơm bạc, bơm đồ giả luôn, hơn 18 bài bơm vàng trắng luôn. Mình dạy với giá là 12 triệu, có tài liệu cho anh em đem về và dạy luôn cái si pha chế si mạ chuyên nghiệp nha anh em. Đó, phần pha chế si mạ chuyên nghiệp thì mình dạy 10 triệu và đã có người học rồi.
anh em có thể là xem trên trang Facebook của mình là Nguyễn Văn á, anh em có thể thấy đã có học viên học rồi, anh em yên tâm. Đây, này là bơm bạc trong bài bơm của mình, nước anh em sẽ tự chế được khi học á mình, và có tài liệu cho anh em đem về. Rồi kết thúc video ở đây, anh em có xem là cuối rất là sáng.